Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với lượt trận thứ hai tại bảng F trong trận đấu giữa đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha. Cú xe tăng Đức vừa có một chiến thắng thuyết phục trước Bồ Đào Nha khi trình diễn lối chơi tấn công mãn nhãn. Bồ Đào Nha và Đức là một cặp đấu quen thuộc. Trong quá khứ, Đức có kết quả đối đầu vượt trội Bồ Đào Nha. Cú xe tăng cũng là đội đã thắng ở 3 lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, trước cuộc đối đầu này, gió có phần đã đổi chiều. Bồ Đào Nha hiện tại sở hữu đội hình chất lượng bậc nhất châu Âu và được đánh giá cao hơn lần tái đấu này. Vào trận, Đức thể hiện rõ khát khao giành chiến thắng khi chủ động lên bóng. Phút thứ 5, lưới của Bồ Đào Nha đã rung lên sau khi Robin Gosens thực hiện một cú volley đẹp mắt bằng chân trái vào góc lưới khung thành. Tuy nhiên, trọng tài sử dụng công nghệ VAR và xác định Jacques Gakpo đã việt vị ở tình huống trước đó. Trận đấu tiếp tục diễn ra ở tốc độ cao, bóng được luân chuyển nhanh trên sân. Phút thứ 10, đến lượt Kaha vớt tung ra một cú sút chìm nguy hiểm từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Rudy Patko xuất sắc đổ người cứu thua. Phút thứ 15, bàn thắng đầu tiên được ghi, người tỏa sáng không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva thực hiện một đường truyền thiên bài cho Diogo Jota. Ngôi sao của Liverpool băng vào vòng cấm và nhà bóng dễ dàng cho Ronaldo. Ronaldo đã không mắc một sai lầm nào để đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước, dù trước đó Đức là đội nắm hoàn toàn thế chủ động. Liên tiếp là những pha dứt điểm và những tình huống phạt góc. Phút thứ 35, bàn gỡ hòa đến với Đức. Ruben Dias là người đã phản lưới nhà. Dù vậy, đó vẫn là một bàn thắng xứng đáng sang những gì các cầu thủ áo trắng làm được. Và chỉ 4 phút sau, bàn thứ 2 đến với cú sút tăng Đức. Một pha phản lưới khác lần này Rafael Guzino đã người không may mắn. Những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Đức đã được đền đáp xứng đáng. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Gakpo vẫn tạo bóng sóng gió trước khung thành của Manuel Neuer. Sang hiệp 2, trận đấu thậm chí còn diễn ra nhanh hơn và chỉ cần 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Kai Havertz đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Đến phút thứ 60, sau một giờ thi đấu ấn tượng, Robin Gosens đã rực sáng bằng một bàn thắng. Anh nhận được một quả tạt rất đẹp từ Kimmich. Gosens bật cao đánh đầu cận thành để gia tăng cách biệt. Chưa đến 10 phút sau, bóng xuất ra khỏi sân từ một quả đá phạt trực tiếp của Bồ Đào Nha, nhưng Ronaldo đã xuất hiện đúng lúc và hướng bóng trở lại khung thành của đội tuyển Đức. Diogo Jota là người làm công việc dễ dàng còn lại, thu hẹp cách biệt xuống còn 2-4. Những pha dứt điểm chất lượng liên tiếp xuất hiện, đáng kể có cú sút xa của đập cột dọc của Roberto Sanchez và pha đưa bóng đi trúng xa ngang của Goretzka. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng. Đức giành chiến thắng 4-2, trong đó có hai bàn thắng phản lưới nhà liên tiếp của đội nhà. Joachim Löw và các học trò đã vươn lên đến vị trí thứ hai, có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh bị loại từ vòng bảng.